Outside Touch qua bên phải. Còn bây giờ là Inside Touch cũng qua phía bên phải. Oh la la, hôm nay đội trưởng banh trên sân thống nhất đã tìm về cánh trái như Nico Williams. Lắc ra sau lưng. Hay da, sau lưng có đối thủ, nhận bóng, chuyền liền luôn. Nằm một đống, êm quá tê em. Chọt khe bóng nè. Có vẻ là hơi sâu nhưng đồng đội đang lao xuống rất nhanh. Penalty. Tôi là Thi Freestyle. Đây là bên trong sân vận động thống nhất, danh nhân Quảng Ngãi. Ông là la kênh của Freestyle cái đê. Rồi chuẩn bị chào sân anh em ơi. Nãy là tặng học bổng cho mấy anh em sinh viên, tân sinh viên đúng không? Trước trận đấu, hai đội bóng đã tổ chức một buổi lễ để trao tặng học bổng cho các em tân sinh viên của trường Đại học Bách Khoa là người Quảng Ngãi có hoàn cảnh khó khăn. Và các bạn tân sinh viên cũng có mặt nhận học bổng ngay tại sân từ ban lãnh đạo của hai đội bóng. Oh la la, đã đặt chân trên thảm cỏ sân vận động thống nhất. Giống trận sân Gò Đậu á ta. Lan tỏa yêu thương. Bây giờ là 2 giờ trưa, trời nhiều mây, nắng dịu nhẹ, thời tiết quá đẹp để chơi bóng luôn. Trời ơi, chưa kịp thay ở giày nữa. Đây là đôi giày biểu diễn Freestyle trong thời gian sắp tới của mình nha. Giới thiệu anh em biết luôn, đây là đôi Nike Temple Legend 10 Academy EC. Mỗi giày đá bóng dành cho sân trong nhà hoặc sân cỏ nhân tạo 5 người. Nằm trong bộ sưu tập Ready Back tháng 8 2023. Phở upper được làm từ chất liệu da tổng hợp Lightech, mềm hơn, nhẹ hơn so với da tự nhiên. Để dây làm từ chất liệu cao su cao cấp với các vân dạng lượng sóng, hỗ trợ khả năng chống trượt tốt khi thi đấu trong bề mặt sân trong nhà, phù hợp với thiên hướng kiểm soát bóng, sử dụng kỹ thuật về gầm và đánh chặn. Đang còn rất nhiều size và rất nhiều màu tại Thanh Hùng Phúc San. Thanh Hùng Phúc San, giày đầu ống chính hãng, chi nhánh 1, 48 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2, 32A Thạch Thị Thanh, Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3, 27 đường D52, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là giveaway, mình sẽ tặng 3 voucher, mỗi voucher trị giá 200k cho 3 anh em có comment thú vị nhất trong video clip này. Ai cũng cầm được một xíu, cầm một xíu giữ gió chịu nổi chứ. Gió dữ. Sân vận động thống nhất. Một buổi chiều thứ bảy. Được trở lại sân thống nhất. Này là lần thứ 3. Lần đầu tiên ghé qua thống nhất thì bị chấn thương không đá được. Lần thứ 2 đá với Sa Huỳnh. Lần này là đá với danh nhân Quảng Ngãi. Ok, ba con dê FG. Lấy đôi giày FG ra và thay giày thôi. Chỉ mang giày futsal đâu có đá được. Giữa cao hiểu quá. Ý, quần racer nè. Áo racer đúng không? Đấy, ra đây ngồi cột giày nó mới chiêu nè. À quên, tranh thủ cột lẹ rồi vô. Chứ hành lang này là chỗ của trọng tài di chuyển nha. Hồi nãy mình đến trễ nên đá sau. Hai đội đang đá trong sân rồi. Mình thì ra góc khởi động. Vừa rồi là Lehman Around the World. Tiếp tục là 2 vòng. Khởi động bằng vài skill, quay 2 vòng quanh bóng. Đây là 2 vòng 2 chân inside. Còn đây là 2 vòng 2 chân, 1 in 1 out. Ok, khởi động nhẹ nhàng với vài skill freestyle. Đổ mồ hôi, ướt hết cả tóc. Còn tình hình của trận đấu thì sao rồi ta? Phút thứ 13 của hiệp 1, tận dụng một pha phóng hụt của Blue Team thì quả team đã có bàn thắng mở tỷ số. Thủ môn áo đỏ đã ra rất xa để cản phá đường căng ngang nhưng không thành công. Số 6 dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống. 10 phút sau, từ một pha tấn công từ hành lang cánh phải của đội bạn, cầu thủ số 3 áo trắng đã có cú dứt điểm trúng chân hậu vệ đổi hướng. Thêm một lần nữa, thủ môn áo đỏ cố gắng sửa sai cho đồng đội nhưng không thành công. 2-0 cho anh em Bách Khoa. Và ngay sau tình huống đó, danh nhân Quảng Ngãi thay hết 11 cầu và mình có mặt trong sân. Ok, đã thôi. Quan sát xung quanh. Nhìn sau lưng trước khi nhận bóng. Inside touch.
Tiền đạo đang di chuyển, chọt khe nè. Sau lưng có đối thủ đang áp sát. One touch. Tiếp tục quan sát sau lưng trước khi nhận bóng. Outside touch. Vị trí mình đang đá là tiền vệ cánh trái nha. Lúc nãy là outside touch qua bên phải, bây giờ là inside touch vào khoảng trống cục phía bên phải. Quan sát thấy đồng đội đang lao lên rất nhanh ở hành lang cánh phải. Úp mu thẳng cho đồng đội. Replay, replay, replay. Có khoảng trống và cầu số 4 di chuyển lên rất nhanh. Chuyền liên chứ còn bao giờ mới chuyền nữa đây. Nhưng đến đây, cú tạt bóng đã bị hậu vệ đội bạn cản phá. Bật chế độ F1 để lui về phòng ngự. Hay quá đồng đội số 24 ơi. Chọt khe một chạm, A Băng đi xa luôn. Lâu lâu bó vô giữa, pressing, pressing, pressing. Cắt bóng thành công. Trả về cho tuyến giữa làm bóng. Ây chà chà, đối thủ toàn mấy anh lão tướng, nhưng đã tốt lắm nha. Xem pha này, cho anh em đủ hiểu, toàn là tuyển trường của Bách Khoa ngày xưa không đấy. Cầu thủ vừa đá cái pha này, ngày xưa từng là một siêu phổi. Ăn luôn Tùng ơi, ăn luôn Tùng ơi. Cơ hội đối diện thủ môn của các thủ áo trắng. Hay. Phá bài được diện ngang quá hay của trung vệ áo xanh. Và đó là pha lui về rất nhanh của cầu thủ số 12. Hay ghê, một pha chủ động cắt bóng mà không phản lưới nhà. À. Hết hiệp 1. Ok. Anh em biết áo này của ai không? Racer Sport làm nha. Thiết kế mẫu riêng cho doanh nhân Quảng Ngãi nè. Hôm nay mình mặc số 76. Logo Racer đây. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Siêu thoáng mát luôn. À, anh Thạch có skill gì hay không? Biểu diễn cho anh em xem thôi. Đây là anh Thạch, nickname H2T. Hay quá, chiêu này của Rondo này đúng không? À, phải vậy không? Phiên bản slow motion. Hay quá trời. Bắt đầu hiệp 2 bằng pha dứt điểm từ giữa sân của H2T. Gió hơi ngược. Ok cắt. Thạch. Hay. Kiểm soát bóng và bình tĩnh xử lý. Lắc ra sau lưng. Ây da, vừa bị cái gì va vào cổ chân. Tạt bóng vào trong cho thức bảy lé. Trung vệ đội bạn hay quá. Dứt điểm. Hình như bị đạp một cái ngay đây. Trời ơi, nguyên cái dấu đinh luôn. Đường chọt khe bóng của H2T. Hay thức. Cơ hội cho thức bảy lé. Dứt điểm. Trời. Một pha cản phá không thể tin nổi của thủ môn đội bạn. Bứt tốc lên racing luôn. Cắt bóng nè. Thôi. Thâu Thạch. Không việc bị. Tạt bóng vào trong. Bóng dội ra ngay vị trí của mình. Đỡ bóng về phía chân Thuận. Khứa Long kỹ thuật. Lên khán đài luôn. Trời. Đá vào đáy chế banh hỏi sao. Không có phạm lỗi. Tính kiếm 30k nhưng bóng không xuyên qua hai chân cầu thủ số 17. Sau lưng có đối thủ, nhận bóng, chuyền liền luôn. Ây da. Sân vận động Thống Nhất té êm ghê. Ra ký hiệu xin bóng bên cánh trái và quan sát hàng thủ đối phương để không bị việt vị. Nhận bóng và quan sát thấy thức bảy lẻ đang lao xuống rất nhanh. Chọt khe bóng nè. Có vẻ là hơi sâu nhưng đồng đội đang lao xuống rất nhanh. Penalty. Cảm ơn đường chìm mở biên tốt của anh Tuấn Khởi Football Smile. Replay, replay, replay. Họ vẫn đang tạo ra sức ép tốt, pha thoát đi hay của thức bảy lẻ. Thức bảy lẻ đã bị phạm lỗi và trọng tài đã chỉ tay vào cho phạt đền. Đây là thức bảy lẻ, một cầu siêu phủ những năm 2015-2019. Anh em nào biết thì để lại cái comment cái nào. Anh đá chắc cú rồi, đá bên phải mình á. Bên phải á, bên phải. Anh chắc cú á. Và cầu số 12 sẽ sút quả bên như thế nào đây? Trời ơi. Cú sút trái phá vào góc cao của anh Lê Minh Tuyền. Thì anh nói mày ghe vậy đó. Ok, anh ok. Hai trái thôi, chỉ okay, là hơi lỗi chút. Lần đầu á là nó hơi sát. Anh Tuấn Khởi nói pha này nè, một tình huống trước đó, y chang pha mở biên vừa rồi, có điều pha này mình phải tháo cái máy quay ra thì mới lấy được. Nhảy lên và lấy luôn bằng đầu, chứ đeo cam thì chịu rồi.
Sau pha đá penalty thì tiếp tục thay hết nguyên đội hình, mình cũng rời sân. Tình hình là hết mẹ anh em ơi, quá mệt luôn, quá đã luôn. Một trận banh tại Thống Nhất quá tuyệt vời. Cấp nước cái, nãy giờ không uống nước, mệt. Quá đẹp quá đẹp. Lại có photo ruột. Ok. Có hình đẹp nữa rồi. Thêm một photo ruột nữa ở đây. Ôi là là, các bạn tân sinh viên vẫn đang xem trận đấu. Nụ cười rất tươi của anh Lê Hoàng Lâm, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá Danh Nhân Quảng Ngãi. Kết thúc trận đấu với chiến thắng cho anh em cựu sinh viên Đại Bách Khoa. Vâng, tiếng còi vừa rồi cũng đã kết thúc trận đấu giữa hai đội Danh Nhân Quảng Ngãi và cựu sinh viên Bách Khoa. Ban tổ chức xin kính mời hai đội bóng chúng ta vui lòng di chuyển lên khán đài, nhường khu phối hợp lại cho hai bóng tiếp theo của văn phòng Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh và văn phòng Ủy ban huyện Hóc Môn. Ok. Một trận banh quá đã tại sân vận động Thống Nhất. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha.